Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Và trong ngày gần đây thì em mới giới thiệu các bác qua một mẫu Touring Meridia X-Looper của dòng 600, một dòng cao cấp. Thì hôm nay bên em về thêm một chiếc nữa là màu Meridia X-Looper, model X-Looper 500, màu xanh lam rất là nổi bật. Và cũng đây cũng là một mẫu dòng xe X-Looper, là dòng xe cao cấp của dòng Touring Meridia. Và bây giờ thì em vào xin đánh giá tổng thể chi tiết chiếc xe. Vâng, và lần này thì xe có tông màu xanh lam bác nhá, với cả xanh da trời. Đây là một màu xe nhìn rất là tinh tế. Thì những video gần đây thì em đánh giá qua một chiếc X-Looper model 600. Thì lần này em về một chiếc X-Looper 500, thấp hơn với so với phiên bản cũ, nhưng mà vẫn là cái dòng cao cấp của dòng Touring Meridia. Xe làm thì hợp kim nhôm. Tổng thể em đánh giá xe với nước sơn thì em đánh giá khoảng tầm từ 90-95%. Xe còn rất là mới các bác nhá. Đây là màu xanh tím than này, còn bên đây là xanh da trời, hai cái tông màu kết hợp rất là tinh tế, rất sáng và bóng. Nước sơn thì gần như là nguyên bản. Đây là QR code của hãng của dòng Meridia, hãng xe tem Meridia. Đây là sang hãng của dòng Meridia các nhé, có thể lên trên mạng tham khảo thêm. Đây là một mẫu Meridia X-Looper 500. Đây là một trong những dòng Touring cao cấp của dòng Meridia. Đấy, các bạn thấy rõ nó trông rất là sáng và bóng. Còn đánh giá tổng thể là từ 90-95%. Và xe với ghi đông cổ cốt chính hãng nguyên bản trong xe. So với những cái dòng xe Meridia thì Motor Passion này là những cái dòng xe cao cấp này bác này. Đằng sau có chiếc Motor Passion này. Đây là những cái dòng xe cổ cốt ghi đông dành cho những xe đời cao. Bên tay phải em thì có tay lóng đúc cao su đúc chính hãng nguyên bản cho xe, còn rất là mới bác nhá. Đây, xe rất là ít sử dụng. Và xe được sử dụng với cấu hình Shimano Lô Sora 9 tầng lip, rất là cao cấp. Ghi đông chính hãng của Meridia. Đây, còn rất là mới đây. Có thể thấy rõ từng chi tiết một của chiếc xe. Và bên tay phải em thì trang bị với bộ sử dụng Shimano chính hãng 3 tầng đĩa của Shimano Sora. Đằng trước xe thì có biểu hiện logo chính hãng hình ngọn núi của dòng Meridia. Xe có tông màu kết hợp rất là tinh tế, màu bắt mắt, màu xanh lam và màu xanh tím than. Đây là càng xe. Xe được trang bị với cặp Mayer bạc đạn chính hãng của Futega. Đấy. Nếu biết thì cái dòng xe vành chính hãng của Meridia, vành hai lớp, vành nhôm hai lớp bản to, rất là chắc chắn lắm nhá. Và hầu như em đã giới thiệu qua thì những cái dòng xe đua hoặc là Touring có những kích thước vành bản rộng này thì xe rất là bon. Lốp nguyên bản theo xe và những đường rãnh lốp còn gần như là còn nguyên, chưa có bị hao mòn nào mấy. Gai lốp vẫn còn. Bác phải lên trên mạng để tham khảo thêm. Bác xa là Meridia X-Looper model 500 là có thể ra dòng xe Meridia Touring này. Cổ Phốt, Ngọc Yên, Ngọc Yên chính hãng của Meridia Passion Morris, rất là cao cấp.
yên xe, các loại yên xe của chính hãng Meridia cùng với tông màu xanh đen nguyên bản cho xe. Bên trong này là tem mã số chính hãng của dòng Meridia với Shimano Sora, là cao cấp không nhá. Từ cái lớp sơn của nó rất là mới đây, tù đĩa của nó đây. Còn đằng sau cái bộ sử dụng bộ đề Shimano chính hãng của Sora, xe được sử dụng nguyên một group Shimano Sora chính hãng 9 tầng lip đấy, có thể thấy rõ lip này, lip và xích còn rất là mới, còn gần như còn nguyên bản cho xe anh bác nhá. Xe rất ít là sử dụng, và đằng sau xe cũng là sử dụng cái bộ Mayer bạc đạn chính hãng của Bottega đấy, nguyên bản trong xe Mayer bạc đạn. Đằng sau cũng sử dụng bộ vành hai lớp chính hãng của Meridia còn rất là mới luôn, lốp cũng vậy. Vâng, kích thước lốp là 700x28c, đây là một kích thước lốp cơ bản của những cái dòng tô đinh khá là phổ biến trong hiện nay. Vâng, thông số size đứng của khung xe là size 45 các bác nhá. Đó, tức là size S. Tức là các bác cao từ 1m6 đến 1m7. Vâng, và bây giờ em đi chi tiết hoạt động của xe. Vâng, xích và lip còn rất là mới. Xe được trang bị với 9 tầng lip chính hãng của Shimano. Lên lip ra. Rất là mượt các bác. Và xuống lít, và xe được sử dụng với nguyên một group chính hãng của Shimano Sora 9 tầng lít các bác nhé. Và bên tay phải em là đủ đĩa Sora Shimano trang bị 3 tầng đĩa, xuống đĩa, vâng, lên đĩa, vâng, xe rất là bon các bác nhé, rất là trơn tru. Vâng, xe tổng thể đánh giá mới trên 90-95%. Đây là một mẫu tô đinh cao cấp của Meridia Equipper 500. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc Meridia Equipper model 500 bên em mới về. Có màu xanh tím than kết hợp với màu xanh da trời, rất là tinh tế. Vâng, xe mới đánh giá tổng thể là trên từ 90-95%. Và xe mới sử dụng nguyên bộ group chính hãng của Shimano Sora. Vâng, xe có giá rất tốt bên em là 8 triệu. Bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác nào quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975 709 943, hoặc lên YouTube tìm kênh xe đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Vâng, hẹn các bác vào chương ngày mai.